Xin kính chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có một cái nội dung nho nhỏ xin gửi đến tất cả các bạn. Thì ở đây các bạn nhìn quan sát trên màn hình, nó có hai cái gốc cây mình đã vẽ sẵn. Thì theo các bạn, hai cách này chúng ta nên chọn cái cách nào? Trong cái bài này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách, cái góc cắt. Một là chúng ta cắt ngang thân, đó nó tạo nên cái đường thẳng song song với mặt đất, coi như là cắt vuông góc. Thứ hai nữa là chúng ta vạt xéo. Thì có nhiều anh em cũng thắc mắc trong vấn đề này và có nhiều cái tranh luận lẫn nhau. Thì hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là hiện nay cái cách cắt nào nó phổ biến nhất và lý do tại sao. Đó để anh em mình khi mà mình có cái cây to, nó giống như hình trụ mà nó đơ thì chúng ta phá, nên là tán đầu đinh kiểu nào, một là cắt ngang hay là cắt xéo, thì nó có hai kiểu. Thì thứ nhất các bạn, thì thường thường nhiều anh em chia sẻ hồi lúc trước thì người ta cắt theo cái kiểu này. Lúc trước thì người ta cắt theo kiểu này đó, cái kiểu này là kiểu vạt xéo. Thì thường thường trong cái mường tượng của bạn là khi bạn vạt xéo thì nó có cái biểu tượng là cái tam giác nhọn nó đưa lên, thì nó làm nên một cái hình, nó là vót vót cây, vót cây nha. Thì khi mình xây dựng thì cây nó dễ dàng, nó vót hơn. Tuy nhiên cái nó chưa phải là cách đúng các bạn, và hiện giờ người ta lại quay qua người ta cắt theo kiểu này đó. Thì các bạn thấy một điều, khi bạn tán đầu đinh như vậy thì nó tạo nên một cái mặt phẳng, thì cái mầm số 1 và cái đỉnh thì nó gần bằng nhau rồi, nó không còn sự chênh lệch với nhau nữa. Nhưng mà sao ta lại chọn cái kiểu bên tay trái là kiểu tán ngang, không có tán xéo? Thì mình sẽ lý giải cho các bạn. Thứ nhất, các bạn có thể đo độ dài được của cái vết vạch xéo này và cái độ dài của vết vạch ngang này đó. Thì chắc ăn và đảm bảo với các bạn rằng là cái vết vạch xéo thì cái độ dài nó sẽ dài hơn đó, nó dài hơn cái hướng vạch ngang, đúng không? Mình ví dụ nè, khi các bạn có một cái ống nước hình trụ mà mình vạch ngang thì cái diện tích của cái vết vạch ngang nó lại bé hơn diện tích của cái vết vạch xéo. Thì vết vạch xéo nó tạo nên một cái độ dài, nó giống như cái hình elip. Và trong đây thì nó lại lý giải theo thế này: khi các bạn tạo nên một cái vạch xéo như vậy thì nó là một cái cạnh quyền của góc vuông, nên là lúc nào nó cũng dài hơn tất cả cạnh còn lại đó. Nên là hiện giờ người ta chọn cái cách vạt ngang và vạt xéo. Lý do nữa là do cái vết vạt nó dài quá, ví dụ vết vạt bên vạt xéo nó dài quá nha, vết vạt bên vạt xéo nó dài quá thì nó dẫn đến một cái tình trạng gì các bạn? Thì cái sẹo nó lớn, đúng không? Cái sẹo nó lớn thì nó sẽ lâu lành đó. Và ngược lại, cái vết sẹo của vết tán ngang không vạt xéo thì nó lại bé hơn. Thì mình tận dụng với quan điểm là cái nào bé thì nó mau lành thôi, còn vết nào vạt càng xéo thì cái vết thẹo nó càng lớn thì nó càng chậm lành. Đó là một cái quan điểm. Và sau đây thì mình sẽ chút xíu nữa mình sẽ phân tích cho các bạn xem cái quan điểm nào là đúng, cái nào là sai. Thì mình qua video chia sẻ các bạn hãy hình dung được. Đôi khi mình thấy nó lại ngộ ngộ, nhưng mà mình phân tích lý giải xong nó lại là rất là có lý. Rồi mình sẽ tiếp qua cái phần mà mình sẽ chia sẻ với các bạn tiếp sau đây. Rồi mình sẽ ví dụ các bạn, ví dụ trước là chúng ta sẽ vạt ngang nha, vạt ngang. Thì mình sẽ vẽ một cái đường ngang đây, đường ngang đây. Và đồng thời mình sẽ vẽ đường ngang đây. Và đồng thời mình sẽ bôi cái phần bên trên mà mình thể demo cho các bạn. Đây, mình có gốc cây như thế này nha. Khi mà các bạn phân bố chi thì chắc ăn là ở đây sẽ có một cành rồi, đúng không các bạn? Đó, ở đây sẽ có một cành. Ở đây sẽ có một cành, nhưng mà từ cái vị trí này nè, mình vẽ lên.
từ vị trí này các bạn thấy khi cái cành nó mọc á, hai cành này nó còn bé thì nó tương đương với nhau, nó tương đối nó gần bằng nhau, thì bạn thấy điểm xuất phát của nó ngang nhau nên là chúng ta không hình dung được đâu là cái đỉnh của nó hết. Nhưng mà sau quá trình nó lớn lên ha, nó lớn lên như thế này đó, lớn lên tí rồi nó lớn lên nữa rồi nó lớn lên, thì mình nuôi ngọn mình phải cho nó lớn hơn cành đây đó. Đây là cành số 1 để các bạn thấy khi mà nó lớn lên thì các bạn thấy cái độ chênh lệch và cái độ lớn đó. Các bạn thấy từ một cái vết cắt mà hầu như là nó bằng, nhưng mà sau này khi người ta nuôi một cái ngọn cho nó lớn và nó nuốt luôn, ta gọi là nó nuốt luôn cành bên dưới này, nó luôn nuốt luôn cành bên dưới này đó, nó nuốt luôn. Thì các bạn thấy như sao? Các bạn thấy là thứ nhất là cái sẹo nó gần nhau, nó nhỏ nên nó mau lành. Thứ hai nữa thì cái nuốt, nó nuốt xong thì các bạn thấy là cái khi cái nhánh chúng ta nuôi nó đã lớn thì nó sẽ cao hơn cái nhánh này, và khi đó chúng ta cắt giật, ví dụ khi đó mình cắt giật như thế này đó, mình cắt giật như thế này, mình cắt cao lên tí đó, mình cắt giật như thế này thì nó lại là trở thành một cái ngọn. Và chúng ta vẽ tiếp qua đây không, khi mình cắt giật thì chúng ta cũng tán ngang nữa các bạn, xin lỗi, chúng ta tán ngang nha, không tán xéo, tán ngang cho nó cái thẹo nó nhỏ để nó mau lành đó. Khi mà các bạn nuôi như vậy thì nó cũng xuất phát cái nhánh ở đây, nhưng mà mình không thấy giữa hai nhánh này nó là vị trí xuất phát ngay mặt phẳng nên nó bằng nhau, nên mà chúng ta nuôi lớn lên, lớn lên thì nó sẽ nuốt, nó lớn lên như thế này, nó nuốt được cái cành bên kia ha. Đây, nó nuốt này mình vẽ như cái nuốt lớn là sẽ lớn từ từ như thế này đó, các bạn hình dung chưa? Còn cái cành này thì nó cũng lớn nữa, nhưng mà mình hãm nó, đừng cho lớn nhanh hơn cái ngọn là được. Thì sau đó các bạn lại tán ngang như thế này. Đó, rồi chúng ta tán ngang như vậy. Xong thì nó lại mọc, mọc quanh đây. Chúng ta nuôi ở đây nữa. Thấy không? Thì quá trình nó lại như vậy đó các bạn. Thấy không? Rồi, đây là cái kiểu tán ngang. Bây giờ mình sẽ qua cái kiểu mà tán xéo. Giờ mình sẽ vẽ kiểu tán xéo cho các bạn xem. Đây ha, tán xéo. Thì tán xéo trước mắt là các bạn đã thấy cái ngọn nó hình thành nó đã cao hơn cái cành số 1 rồi đúng không? Đây, cành số 1 đây. Đó, các bạn thấy sao? Thì cây này nó lớn lên nè. Đó thì nó lớn lên thì nó cái độ lớn này nó quá xa nên là nó phủ cái thẹo này rất là lâu nè. Là chúng tôi vẽ vẽ tuốt dưới đây cho bạn xem nè. Đó đúng không? Đó. Nó cũng được. Nhưng mà về cái cách về trong cái tưởng tượng thì ban đầu nó như vậy thôi, nhưng mà cách tán ngang và tán xéo nó có một cái quan điểm giữa những người chơi cây với nhau thì nó lập luận là như vậy. Ví dụ khi mình tán như vậy xong, khoảng cách xéo này rất xa nên là bắt buộc cái cành bên trên chúng ta nuôi để nó liếp được cái thẻ rất là lâu. Đó, thì mình sẽ vẽ lại cho các bạn xem. Này, không, đó. Rồi mình sẽ tán xéo nữa nha, tán xéo nữa nè. Không, tán xéo thì thẹo nó tương đối nó xa hơn. Tán xéo thì nó cũng mọc đây, lại mọc qua đây. Thì cái ban đầu bạn nhìn thấy là được là cái điều là nó vót, khi nó đã vót rồi cái hình thành cái cành dù bé nữa cũng đẹp nữa, không? Nhưng mà cái thẹo nó là lớn, nó rất là chậm lành. Mình xin quay trở lại với cái lập luận ban đầu. Thì hai kiểu này các bạn xài kiểu nào cũng được hết, nhưng mà nó có một cái ý như thế này. Thường á, những cây mà to nha, nói ví dụ cây to nha, hoành lớn, gốc to thì các bạn nên tán ngang nha. Chúng ta tán ngang để thu nhỏ cái miệng, cái vết sẹo chúng ta cắt lại để nó mau lành. Còn những cây mà bé bé, cỡ 20 hoành, 30 hoành, hoặc là những cây mà sẹo dễ lành,
Đó thì bạn vẫn tán sáo được bình thường, không có gì hết. Rồi đó các bạn, thì mình có hai cái cách chia sẻ, hai cái cách mà chúng ta cắt tạo cái gốc cho cây. Thì một là đối với cây lớn tán đầu đinh và phải tán ngang để thu hẹp cái sẹo để cho cây mau lành sẹo. Còn đối với những cây bé thì các bạn có thể tán xéo để tăng độ vót và tăng tốc độ lành sẹo. Thì đó là hai cái ý mình muốn chia sẻ trong cái video này. Thì thông qua video thì chúc các bạn có thêm nhiều cái kinh nghiệm mới, và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm ủng hộ kênh mình trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.